Xin chào cô chú anh chị và mọi người. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì hiện tại là em đang ở đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà, nói chính xác hơn là một miếng đất ở địa chỉ 85/9 đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Diện tích là ngang 7m15, nở hậu ra 12.65 và dài 23. Đây là em đi ra vô phần phía trong phía sau của ngôi nhà, phần nở hậu ra. Thì hiện tại trong đây là gồm có 14 căn nhà trọ đang cho thuê. Thì cái giấy phép xây dựng của chủ mới xin là hầm 5 lầu sân thượng, thì xây để có thể xây chia ra nhiều nhà trọ để cho thuê giá tốt hơn. Chị nào quan tâm có thể inbox Zalo 0787572158 để em gửi sổ ở khu vực này về ngôi nhà này, giá rất là tốt.